trong tiểu kinh mà sáu mươi 63 trung bộ có đoạn này nó luôn giáp bút tá vì sao điều ấy ta không trả lời này nó luôn giáp bút tá vì điều ấy không liên hệ đến mục đích điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh điều ấy không đưa đến yểm ly ly tham đoạn nhiệt tịch tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn yểm ly và ly tham có nghĩa là như thế nào, giống và khác nhau như thế nào. Thì khi mà sư xem cái bản ly đấy, thì cái yểm ly đó, Nipida, yểm ly là Nipida, có nghĩa là mệt mỏi, chán ghét cuộc sống thế gian. Nha. Ờ, tức là cái sự tẻ nhạt chán nản rồi thờ ơ à, thì đây là một cái trạng thái cần thiết một trong những cái điều kiện cơ bản à, đầu tiên sơ bộ để mà mình có thể đạt được niết bàn nha giống như một cái trạng thái mà mình nản mình chán mình chán cái sự sanh tử ừ, mình chán sự sanh tử à, thì à, cái sự mệt mỏi cái sự chán đó đấy đó cái nipida và được dịch là ly, ừ. còn cái ly tham đó, ly tham là quý ra gá quý ra gá đây đó là cái căn quý cộng với ra gá ra gá có nghĩa là tham dục tham ái mà quý ra gá có nghĩa là sao có nghĩa là sự vắng sạch tham dục, tham dục sự vắng sạch tham ái ừ. tức là cái sự biến mất của tham ái thành ra hai cái anh này là hai cái anh khác nhau ừ.